Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thổi bài Vén Rèm Châu của nhà Trung Quốc. Đầu tiên muốn chơi cái bài này thì các bạn phải có một cây sáo si bình. Đó, bài này thì mình chuyển soạn cho sáo trúc ở giọng son thứ, tức là nốt si giáng và mi giáng chúng ta sẽ giáng xuống nhé. Nhưng mà trong bài này là có những cái nốt mi đặc biệt, đó là những cái nốt mi mà không được giáng xuống. Nốt mi bất thường ta sẽ hoàn trở lại, tức là chỉ có si giáng thôi, còn nốt mi ta vẫn thổi bình thường, nhưng thực chất nó nằm trên giọng son thứ. Câu đầu tiên: son re do si la son son fa re do. Sau đây mình thổi trước và mình sẽ chia nhỏ nó ra. Son re do si. Đó, son re do si thì cái nốt si cuối cùng thì các bạn luyến từ nốt la lên. Nhưng mà luyến ta sẽ bấm nốt la này và kéo lên một nửa lỗ của cái cây sáo này thì nó sẽ mượt mà hơn. Đó, kéo lên và nút rê thì ta lấy rê nhé. Sọt rê đô si la sọt, mình sẽ làm lại. Cũng có thể không lánh được, tùy các bạn. Tiếp son fa re do, bạn son nếu bạn viết từ nốt fa lên, đánh lưỡi của nốt fa và kéo lên nốt son. Đó. Nốt đô cuối cùng thì cũng tương tự như vậy, nhưng ta đánh vào lưỡi vào nốt rê và kéo xuống nốt đô. Si fa mi re do re. Đấy, nốt mi này không giáng xuống. Si fa mi thì nốt mi này các bạn lại luyến từ nốt fa xuống. Đó. Được chưa? Si fa fa mi re, và nốt re này ta lại lấy re từ nốt do. Cùng thì ta luyến nốt đô lên. Và dùng hơi. Dùng hơi ở nhạc Trung Quốc thì ta phải dùng hơi từ chậm cho đến nhanh, từ chậm cho đến sâu. Tiếp re fa re ba son fa re do. Chỉ có mỗi nốt đô là lấy từ nốt rê xuống thôi. Fa re re do. Và nốt rê thì ta lại lấy rê. Dạ, tiếp. Fa son si la fa re do si la son. Fa son thì nốt son này các bạn luyến từ nốt si xuống, đánh lưỡi nốt si giáng nhé.
chưa? Tiếp si, tiếp theo này. Đấy, đánh lưỡi vào nốt la, kéo lên nốt si và ta lại kéo xuống nốt la phía dưới. Giống như vậy, sau đó mình sẽ thổi từ đầu đến đây, coi như là một lần quay lại và ta sẽ đi tiếp. Tiếp theo ta sẽ sang đoạn điệp khúc fa son fa mi re re mi re do son nhá. Ta sẽ chia nhỏ fa son fa đó, fa son thì ta fa luyến lên nốt son từ nốt fa, kéo từ nốt đồ lên nhá, đồ fa fa son pha này, xong kéo lên nốt son này, ta ta pha đấy, dền xuống nốt pha mi re re mi re đô son mi re re mi, các bạn thổi bình thường thì có nốt re ra lấy dền xuống. Si do fa mi, si do và do fa, rồi ta kéo xuống nốt mi nhé. Fa và ta luyến mi, fa mi re do si do re. Tiếp câu tiếp theo fa fa son fa mi re re mi re do, một nốt re cuối cùng ta luyến xuống nốt đồ thôi. Rê đô son fa son, rê xong lại lấy rền này, rê rê đô son, son fa son, các bạn luyến. Đó, còn thứ tự chơi như nào thì đã có cái demo rồi, các bạn cứ theo cái thứ tự của mình và có cái xích nhạc của mình sẽ để các bạn tải về và chơi. Đó là toàn bộ cái bài Bén Rèm Châu của nhạc Trung Quốc này. Chúc bạn chơi thành công ở cái bài Bén Rèm Châu này.